Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt phần mềm xem camera Hikvision trên điện thoại bằng phần mềm HIK-Connect. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn xem trên cài đặt trên cái máy điện thoại dùng hệ điều hành Android, là chúng ta vào CH Play. Còn trên những cái máy điện thoại như iPhone, iPad dùng hệ điều hành iOS thì các bạn vào App Store. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào CH Play. Tiếp theo chúng ta đánh chữ HIK-Connect. Sau khi đánh xong thì là trên hệ thống sẽ hiển thị lên cái giao diện của phần mềm này. Tiếp theo thì chúng ta ấn cài đặt. Sau khi các bạn ấn cài đặt xong thì các bạn chờ máy sẽ tải và cài đặt phần mềm. Sau khi các bạn đã cài đặt phần mềm HIK-Connect thì các bạn nhấn vào nút mở. Và các bạn cho phép ở đấy thì phần mềm sẽ có một số cái câu hỏi để xin cấp quyền truy cập vào máy điện thoại của bạn, như truy cập vào ảnh, phương tiện trên thiết bị và tệp trên thiết bị của bạn, thì các bạn cứ nhấn cho phép. Đầu tiên bước vào giao diện của phần mềm thì chúng ta sẽ phải chọn quốc gia hoặc khu vực. Thì ở đây chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta sẽ chọn Việt Nam. Ta sẽ chọn Việt Nam. Ở đây ta tích vào đây, tích vào chữ Việt Nam và ta ấn chữ tích V bên phía góc phải trên cùng của màn hình. Tiếp theo thì phần mềm sẽ có hiện lên cái bảng để chúng ta đăng nhập vào phần mềm. Nhưng mà trước khi đăng nhập được vào phần mềm thì chúng ta phải có cái tài khoản. Thì chúng ta sẽ phải đăng ký cái tài khoản của cái HIK-Connect này. Các bạn sẽ nhấn vào đăng nhập. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có hai chế độ đăng nhập, một là bằng địa chỉ email hoặc là tên người dùng, và thứ hai là bằng số điện thoại di động. Nếu mà bạn mà muốn đăng nhập bằng tên người dùng qua địa chỉ email thì chúng ta sẽ ở cái mục mà nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email này thì chúng ta nhấn vào tài khoản để chúng ta tạo tài khoản bằng địa chỉ email. Đấy, thì chúng ta sẽ điền hộp thư. Sau khi các bạn nhập địa chỉ email để mà đăng ký thì chúng ta sẽ nhấp vào cái thẻ mà là lấy mã bảo mật, và các bạn chờ hệ thống gửi cái mã số bảo mật vào email của các bạn. Đấy, vào email của bạn. Hoặc đấy thì chúng ta sẽ đợi mã bảo mật ở đây. Đấy. Hoặc trong trường hợp nếu mà các bạn đăng ký bằng số điện thoại di động thì là các bạn điền số điện thoại di động ở đây. Ví dụ số của mình là 0988 803 283. Thì với hình thức đăng ký này thì ở cái số 0 đằng trước các bạn bỏ đi. Đấy, và các bạn cũng lấy mã bảo mật. Sau khi lấy mã bảo mật thì là chờ hệ thống gửi mã bảo mật về. Ví dụ như là hiện tại của tôi vừa nhận được là 5909. như em 909 và chúng ta nhấn tiếp tục. Kế tiếp thì ở đây là tiếp theo thì là phần mềm sẽ yêu cầu là bạn nhập mật khẩu cho cái tài khoản bạn vừa tạo bằng email hoặc là số điện thoại di động. Thì chúng ta nhập mật khẩu ở đây, yêu cầu mật khẩu là cả số cả chữ, ví dụ như là BCD1234, ví dụ như thế, và chúng ta ấn kết thúc là các bạn đã có thể là tạo được tài khoản HIK-Connect. Ở đây là mình vừa giới thiệu cho các bạn cách tạo tài khoản HIK-Connect. Thì sau khi mà các bạn đã tạo tài khoản HIK-Connect xong thì chúng ta sẽ đăng nhập vào tài khoản HIK-Connect này. Ví dụ ở đây là mình đăng nhập bằng số điện thoại của mình 0988803283, mật khẩu là cái mật khẩu mà các bạn vừa tạo. Tiếp theo chúng ta ấn đăng nhập. Sau khi các bạn đã nhấn đăng nhập xong thì màn hình sẽ hiển thị ra cái thiết bị mà các bạn đã thêm từ trước đó. Đấy. Và với cái phần mềm HIK-Connect này thì các bạn có thể thêm rất là nhiều thiết bị để chúng ta có thể quản lý và xem trên cùng điện thoại. Bây giờ ở đây mình có 4-5 cái tài khoản camera khác nhau. Ví dụ chúng ta có thể xem từng con một ở đây, hoặc là xem tất cả ở đây. Ngoài ra để biết được cách thêm thiết bị vào phần mềm HIK-Connect thì mình sẽ có một cái video tiếp theo sau để hướng dẫn các bạn cách thêm thiết bị camera ở nhà vào cái tài khoản HIK-Connect này, để các bạn có thể xem camera từ xa mà không cần phải cài đặt hay đăng ký bất cứ một cái gì cả. Xin cảm ơn các bạn.